Rồi, ok, xin chào các bác. Thì đây là con LG G8 Hàn của em. Thì dạo gần đây ấy, nó bị xuất hiện một cái lỗi khá là quan trọng và khá là củ chuối luôn. Thì cái lỗi đó là cái lỗi mà không mở được cái máy ảnh gốc. Đây, các bác thấy này. Đó, mở này. Đó, mở thì nó báo là đóng ứng dụng như thế này. Thì cái lỗi này ấy, em thấy là một số bác ở trên nhóm mình ấy, cũng có đăng bài là nói là bị cái lỗi như thế, và cũng thấy là đa số là đó là những cái máy G8 các bạn. Thì cũng không biết là G8 Hàn hay G8 Mỹ, nhưng mà như em thấy là đa số là cái máy lỗi camera như này đều là G8, cũng có một số cái máy của mã khác nữa nhưng mà nó ít hơn, em thấy là G8 nhiều. Thì cái lỗi này ấy, hiện tại ấy, em cũng chưa biết nguyên nhân nó phát sinh từ đâu, nhưng mà theo cái suy đoán của em ấy, thì nó phát sinh từ cái main chứ không phải là do cái cụm camera nhé. Em nghĩ nó là cái do cái main đấy. Thì cái cách fix cái lỗi này như thế nào ấy, thì hiện tại là ví dụ như cũng có người là chạy lại KDZ rồi nhưng mà vẫn không được, hoặc là khôi phục cài đặt gốc cũng không được đấy. Thì hiện tại là chưa có cách để mà sửa cái lỗi đóng ứng dụng của máy ảnh như này. Đây, các bác thấy này. Đó. Thì những bác nào mà bị cái lỗi như này thì thôi, coi như là bị đen thôi. Nhưng mà các bác hoàn toàn có thể là sử dụng một cái trình máy ảnh khác, không phải là trình máy gốc. Thì cái gốc thì nó bị lỗi như này rồi đúng không? Thì cái bên này của em ấy là cái G cam thì cũng không dùng được. Đấy, G cam cũng cũng bị lỗi luôn. Đấy. Thì có bác ấy, có máy của bác nào đó thì các bác vẫn dùng được cái G-Cam này, nhưng mà máy của em thì không dùng được, cho nên là phải dùng một cái trình camera khác, đó là cái Open Camera này đấy. Thì các bác có thể là tải mấy cái trình duyệt, cái trình cái app camera ở trên Set Play ấy, cái nào cũng được thôi. Đây, ví dụ em chơi cả 360 độ đây này thì vẫn được nhé. Đây, các bác nhìn thấy này, cái 360 độ vẫn được hết đấy, được này. Đó, các bác thấy không? Được nhé. Thế nhưng mà tùy các bác thôi, các bác thích dùng cái nào cho nó phù hợp với cái nhu cầu của các bác thì các bác dùng thôi. Còn em thì em thấy nhu cầu của em là em dùng cái Open Camera này, em thấy nó phù hợp với em thì em dùng nó. Thế thì cái Open Camera này nó dùng bình thường đấy. Đấy, các bác thấy không? Dùng vẫn rất là bình thường đấy, và nó cũng quay phim được bình thường luôn đấy, quay phim cũng bình thường. Chỉ có mỗi cái điều là không biết là máy các bác bị cái lỗi camera thì có bị như em không, nhưng mà có bị cái lỗi là không thể sử dụng cái camera trước được. Đây, ví dụ em đảo cái camera này, em đảo camera nhưng mà nó không chuyển sang camera trước mà nó chuyển các góc của cái camera phụ, các góc của cái camera chính nhé. Đấy, góc rộng này, góc siêu rộng này, xong rồi góc gần này. Đấy, cho nên là cái app này ấy, thì như đối với máy em ấy, chỉ sử dụng được cái camera sau thôi, camera trước không sử dụng được đấy. Và kể cả cái app 360 độ camera này cũng thế thôi, nó cũng không, đây các bác nhìn này, nó cũng không sử dụng được camera trước này này. Đấy, em đổi này, nó ở đây mà, em chuyển sang camera trước cũng không được đấy. Thì có thể là cái máy của em nó lỗi nặng hơn, nó lỗi cả camera trước nữa thì em không sử dụng được. Nhưng mà nếu như bác nào mà bị cái tình trạng giống như em đây thì các bác hoàn toàn có thể sử dụng một cái app camera khác, các bác tải ở Set Play về để mà sử dụng. Chứ còn hiện tại bây giờ là em thấy chưa có ai fix được cái lỗi camera như này đấy. Thì bác nào bị thì thôi, coi như đen nhé. Các bác nào mà nếu mà thấy bất tiện quá thì thôi, chúng ta cũng có thể bán xác đi, hoặc là đưa cho thợ nào đó ông sửa, chứ bây giờ tự sửa cũng không được. Đấy, rồi, ok. Chào các bác nhé.